Rồi sao? Con 8 tháng 3 con muốn nói gì nè? Bà con muốn nói con chúc bà cô chú à, cô bà mẹ ba vui vẻ đúng không, gì nữa đúng không? À, 8 tháng 3 vui vẻ và sao nữa ta? Mạnh khỏe. Đúng rồi, thành công trong công việc. Đúng rồi, cái thiệp con làm đúng không? Dạ. À, con mở ra cho các bà, các bác, các dì, các cô xem coi nào. Cái thiệp con làm để chúc mừng ngày 8 tháng 3 nè. Rồi, đẹp quá. À, con học vẽ, học thiết kế cho giỏi nha. Để vài bữa thiết kế những cái đồ đẹp nè. Nha, cho phụ nữ chúng mình nha. 8 tháng 3 vui vẻ.